Bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất ra mắt vào năm 2024 với sự tham gia của Marvel's Falcon kể về một cuộc chiến giữa loài người và quái vật. 3 năm trước, một sinh vật từ trên trời bất ngờ xuất hiện, phá hủy hầu hết nền văn minh nhân loại. Cách duy nhất để tránh bị tấn công bởi những con quái vật là phải ở độ cao hơn 8.000 feet. Giờ đây, 3 năm đã trôi qua, một nhóm những người sống sót đang trú ẩn tại hẻm núi mất tích thuộc dãy núi Rocky, nơi chỉ có chưa đầy 200 người. Win, một người cha đơn thân, làm mọi cách để chăm sóc con trai mình. Tuy nhiên, với Hunter, đứa con trai nhỏ tuổi, cậu là đứa trẻ duy nhất còn lại và đỉnh núi như một nhà tù đối với cậu. Toàn bộ ngọn núi được đánh dấu bằng một đường trắng rõ ràng, cảnh báo những người sống sót không được mạo hiểm vượt qua, vì khi vượt qua 8.000 feet, họ sẽ bị quái vật tấn công. Một buổi sáng, tiếng súng vang lên khiến anh giật mình. Anh vội vã đến cửa sổ để kiểm tra và phát hiện ra rằng người phụ nữ điên ở nhà bên cạnh lại đang bắn súng. Đột nhiên, một tiếng thở hổn hển từ phòng ngủ vang lên, khiến anh vội vã chạy vào để giúp Hunter thay bộ lọc không khí. Hunter bị bệnh và đang gặp khó khăn trong việc thở. Win hiểu rằng mình phải xuống núi để tìm kiếm vật tư y tế, nhưng hôm nay lại là sinh nhật của Hunter. Anh đi đến cửa hàng nhỏ duy nhất trên núi và dùng pin để đổi lấy một hộp mì ống phô mai. Hunter rất vui mừng khi nhận món quà này, nhưng cậu nhanh chóng nhận thấy cha mình đã tắt chiếc radio. Win giải thích rằng họ cần tiết kiệm điện, đặc biệt là vào mùa đông, khi ngày ngắn và đêm dài. Nếu cần thiết, họ có thể dùng lá cờ để báo hiệu cho các nơi trú ẩn khác. Hunter lo lắng hỏi, ba sẽ đi, phải không? Đó là bộ lọc cuối cùng của ba, chúng ta cần thêm. Win an ủi con, hứa rằng mình sẽ bảo vệ bản thân và sẽ trở về an toàn. Không lâu sau, bạn của Win, Katie, mang theo 2 chai rượu đến. Cả hai ngồi uống rượu và nhớ lại cuộc sống bình thường của 3 năm trước, khi mọi thứ vẫn chưa bị đảo lộn. Trong khi đó, người phụ nữ bên cạnh vẫn tiếp tục luyện bắn súng. Sau khi tiễn Katie đi, Win bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Tuy nhiên, bất ngờ Hunter lại bắt đầu gặp khó khăn trong việc thở. Nhưng trong nhà đã không còn bộ lọc không khí, Win chỉ còn cách tiêm thuốc cho Hunter. Sau khi cậu bé bình tĩnh lại, Win tiếp tục chuẩn bị cho hành trình của mình. Win đến nhà người phụ nữ điên Nina ở bên cạnh. Tuy nhiên, cô ấy không phải là kẻ điên, mà là một nhà vật lý học. Mặc dù chính phủ đã tuyên bố rằng đạn không thể giết được quái vật, Nina vẫn đang nghiên cứu cách đối phó với chúng. Win nói thẳng rằng anh sẽ xuống núi vào ngày mai để đến bệnh viện Boulder tìm bộ lọc không khí. Nếu không đi, Hunter sẽ chết. Nina là người duy nhất đã từng xuống núi và sống sót quay trở lại, vì vậy Win cần sự giúp đỡ của cô. Tuy nhiên, Nina kiên quyết cho rằng việc cô sống sót là do may mắn và cô không muốn cùng Win đi tìm chết. Win không kiên nhẫn nữa, anh nói, năm ngoái, cô nghĩ cô đã tìm ra cách giết quái vật. Chính vợ tôi, Tara, đã bất chấp nguy hiểm cùng cô xuống núi. Bây giờ tôi có một con đường an toàn để đến Boulder, chỉ cần xuống dưới đường biên giới 2 lần thôi. Win còn nói thêm rằng công ty trước đây của anh tham gia vào việc xây dựng các mỏ khoáng sản ở đó và anh rất quen thuộc với bố cục các đường hầm, có thể dễ dàng đi qua dãy núi. Cuối cùng, Win ra lệnh thẳng thừng, sáng mai, 8 giờ, tại đài quan sát nhà thờ. Nếu cô thay đổi quyết định, hãy đến tìm tôi. Thực tế, Win đã chạm đúng vào nỗi đau của Nina. Cô luôn ám ảnh về sự hy sinh của Tara và cái bóng của ngày hôm đó vẫn luôn đeo bám Nina. Ở một nơi khác, Win giao Hunter cho một người hàng xóm đáng tin cậy chăm sóc. Sau đó, anh đi thay vũ khí phòng thân. Katie, khi nghe tin, rất tức giận. Cô không ngờ rằng Win lại âm thầm hành động mà không nói cho cô biết. Katie đã mất một người bạn, Tara, và cô không thể để Win một mình mạo hiểm như vậy. Cô khăng khăng rằng dù thế nào, cô cũng sẽ đi cùng Win, bởi vì không ai có thể mãi mãi sống trốn trên núi. Cuộc chiến này sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, Win, Katie và Nina tạo thành một nhóm thám hiểm. Họ dự định đến khu trượt tuyết Anta, nơi có một máy phát điện dự phòng, mặc dù đã không hoạt động trong hơn 900 ngày. Nếu may mắn, họ có thể khởi động lại cáp trượt tuyết. Nina mang theo một thiết bị từ sinh vật điện tử học mà cô chế tạo, giống như một chiếc la bàn có thể cảm nhận được trường từ khi quái vật xuất hiện. Chỉ cần quái vật hiện diện trong khu vực gần, kim chỉ sẽ chỉ ra hướng của chúng. 3 người nhanh chóng tiến đến gần đường biên giới 8.000 feet. Còn cách khu trượt tuyết chỉ 2 dặm, và nếu đi qua rừng thì chỉ còn 1 dặm. Nina xem xét chỉ thị từ la bàn và thấy nó rất ổn định, rồi dẫn 2 người vượt qua biên giới. Họ sớm nhìn thấy vài chiếc xe bỏ hoang. Win tìm kiếm và tìm thấy một số đạn dược, thậm chí còn có cả một khẩu súng phóng lựu. Nina đang ngồi bên một chiếc xe, nghiên cứu gì đó, nhưng Katie không thích thái độ tự cao của cô ấy. 2 người không vừa lòng và suýt đánh nhau. Win vội vã kéo Katie ra. Có vẻ chuyến đi này sẽ không dễ dàng gì. 3 người tiếp tục vượt qua khu rừng. Trên đường đi, họ còn gặp một đàn ngựa hoang lớn. Không có sự can thiệp của con người, động vật thực sự có một cuộc sống hạnh phúc. Một lúc sau, họ đến khu trượt tuyết ở độ cao 7.620 feet. Chỉ cần đi bộ thêm 10 đến 15 phút nữa là có thể vào khu vực an toàn ở đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, lúc này từ trường đang dao động mạnh, họ phải nhanh chóng di chuyển. Ngay khi vừa nói xong, một ánh lửa từ xa xuất hiện. Đi bộ chắc chắn không kịp nữa, 3 người quyết định mạo hiểm thử hệ thống cáp trượt tuyết. Nina và Katie đứng che chắn cho Win, còn anh vội vàng leo lên để khởi động nguồn điện dự phòng. Quái vật đang tiến lại gần ngày càng nhanh hơn. Katie lập tức bắn một quả lựu đạn, năng lượng mạnh mẽ của nó đủ sức làm đổ cây cối, nhưng lại không thể tiêu diệt được quái vật, chỉ làm chậm bước tiến của nó.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Win cuối cùng cũng khởi động được nguồn điện. Anh vội vã kéo Kitty lên cáp trượt tuyết, đồng thời cô chạy nhanh đến gần cầu thang cây và bắt đầu leo lên cao. Trong lúc đó, Win tiếp tục bắn để che chắn cho cô. Hệ thống cáp trượt tuyết nhanh chóng kéo họ về phía Kitty. Win ra hiệu cho cô nhanh chóng nhảy lên. Kitty lao nhanh lên, nhưng Win giữ chặt cô lại, nhận ra rằng ranh giới an toàn đang rất gần. Đột nhiên, cáp bị đứt vì sự tấn công của quái vật, cả ba người bị rơi xuống đất. Họ vội vã đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước. Cuối cùng, họ kịp vào đến khu vực an toàn chỉ trong tích tắc, trước khi quái vật kịp tấn công. Quái vật thấy vậy đành quay đầu bỏ đi. Đêm đó, ba người nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, nơi có độ cao 8209 feet, rất an toàn. Kitty vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, vì cô đã quen với việc trốn trên núi suốt thời gian dài và không hề mong đợi những nguy hiểm như vậy. Đây là lần đầu tiên ba người đối mặt trực diện với quái vật. Những sinh vật này đã tiêu diệt 95% dân số thế giới chỉ trong vòng một tháng. Điều khiến họ sợ hãi hơn nữa là, từ trước đến nay, tất cả các loài động vật ăn thịt đều giết chóc chỉ để tìm thức ăn. Chúng có thời gian nghỉ ngơi, ngủ, hoặc ít nhất là không di chuyển khi đã no. Nhưng những quái vật dưới chân núi lại khác. Chúng không ăn, không ngủ, và chỉ tồn tại để tiêu diệt loài người, gần như là những cỗ máy giết chóc được sinh ra chỉ để khiến nhân loại tuyệt chủng. Ngày hôm sau, ba người đến được cửa vào của mỏ. Nina bày tỏ lo ngại vì nếu họ ra khỏi mỏ khi trời tối, họ sẽ không thể hành động được nữa. Win giải thích rằng, ở lối ra có một trạm bảo vệ rừng, họ có thể qua đêm tại đó. Họ chỉ cần đi qua đường hầm số 8 và ra ngoài ở độ cao 8032 feet, sau đó tiếp tục đi về phía tây để đến bệnh viện Boulder. Tuy nhiên, Nina không dễ bị thuyết phục như vậy. Cô nhận ra rằng đường hầm không thể đi thẳng mà sẽ phải vượt qua những đoạn đường thấp hơn ranh giới an toàn. Vì vậy, họ sẽ phải đối mặt với những đoạn đường có nguy cơ tiềm ẩn quái vật. Mặc dù hai đầu của đường hầm đều ở độ cao hơn 8000 feet, nhưng không thể loại trừ khả năng có quái vật trong các khu vực không được niêm phong. Hơn nữa, chiếc la bàn từ trường của Nina không có tác dụng dưới một lớp đá dày một dặm, khiến họ không thể xác định được vị trí của các quái vật. Những sinh vật này không chỉ có khả năng nhìn thấy trong bóng tối mà còn có thể phát hiện ra co hai mà con người thở ra, và chúng sẽ tụ tập ngay lập tức khi phát hiện ra hơi thở. Vì vậy, nhóm chỉ còn cách tiếp tục mạo hiểm. Họ phát hiện ra rằng đoạn đường số 8 đã bị phong tỏa và họ phải tiến vào đường hầm số 7, một con đường thấp hơn ranh giới an toàn khoảng 1000 rad. Win quyết không từ bỏ. Anh tìm thấy lối vào và quyết định vào đường hầm số 7, dù biết rằng đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Họ bắt đầu xuống qua các cầu thang gỗ, dẫn vào một đoạn hầm sâu không thấy đáy. Win cho rằng, khi tiếp đất, họ không thể chạy nhanh vì điều đó sẽ tạo ra quá nhiều tiếng ồn và làm tăng lượng co hai thải ra gấp 4 lần, đồng thời cũng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Do đó, dù sợ hãi, họ vẫn phải đi thật chậm. Ba người lần lượt trèo xuống hầm và đến đường hầm số 7. Kitty bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và nghĩ rằng mình chỉ bị nhạy cảm quá. Tuy nhiên, Win bảo cô phải bịt đèn đầu lại và đúng lúc đó, họ nhìn thấy ánh sáng đỏ không xa. Không cần suy nghĩ, cả ba lập tức quay đầu chạy trốn. Nhưng không ai ngờ, ngay khi họ vừa chạm đất, một con quái vật đã xuất hiện. Trong khi ba người đang chạy trốn trong đường hầm, may mắn thay, một chiếc máy đào đã dừng lại ở trung tâm của đường hầm, tạm thời ngăn cản được con quái vật. Win lập tức bắn vài phát vào đầu của quái vật, rồi cùng Nina và những người khác trốn vào một kẽ hở hẹp. Họ tiếp tục bắn vào những con quái vật đang chen lấn, nhưng hành động này chỉ khiến họ lãng phí đạn mà thôi. Nina và Lily tắt đèn đầu và giữ hơi thở, cố gắng không thở ra co hai. Một con quái vật thò ra một xúc tu để dò xét, có thể là vì nó cảm thấy tín hiệu bất ngờ biến mất. Nina đã gần như đến giới hạn của mình khi Win quyết định ném ra một thiết bị tín hiệu để tạo sự phân tán. Khi ba người kịp thở phào, họ phát hiện ra một lối ra từ kẽ hở bên cạnh. Họ nhanh chóng di chuyển đá và chui qua lối ra. Win đảm nhận vai trò bảo vệ phía sau, trong khi Nina kéo anh theo. Kitty, người đi đầu, đã leo ra ngoài. Tuy nhiên, Kitty đã trở thành người đầu tiên hy sinh khi cô bị một con quái vật kéo đi trong khi Win cố gắng cứu cô nhưng không kịp. Lúc này, cả nhóm nhận ra rằng đường hầm này cũng không thể đi tiếp. Nhưng may mắn, Nina phát hiện ra một chiếc thang dẫn lên đường hầm số 8. Hai người nhanh chóng leo lên và cuối cùng họ đã lên đến một điểm nghỉ tạm trên sườn núi. Họ rời khỏi đường hầm trước khi trời tối và kịp đến trạm bảo vệ rừng trước khi mặt trời lặn. Ngoài cửa, có một chiếc xe bảo vệ rừng đỗ lại. Nếu họ có thể tìm được một viên pin mới, có lẽ chiếc xe này vẫn có thể sử dụng được. Trong trạm, Win và Nina tìm kiếm đồ ăn và Win nhìn thấy một vài hộp mì ống, khiến anh nhớ lại Hunter, người bạn đã bỏ lại trên núi. Anh kể lại cho Nina về một cuộc trò chuyện trước thảm họa, khi Hunter từng nói về niềm đam mê mãnh liệt với mì ống phô mai, đến mức nó trở thành thứ gây nghiện như morphine. Dù đó là những kỷ niệm buồn, Win không thể không cảm thấy tiếc nuối về việc mình đã để bạn mình lại phía sau. Họ tiếp tục tìm kiếm và nhận thấy trong trạm có thể có một vài thứ hữu ích để đối phó với quái vật. Win bắt đầu kể về một giả thuyết mà Hunter đã đưa ra về một loại vảy của quái vật có thể chịu được điện và rằng nếu họ có thể làm cho một viên đạn hoặc đạn pháo tiếp xúc với chúng, sẽ tạo ra một cú nổ mạnh, tạo ra hiện tượng điện tử có thể gây ra một vụ nổ mạnh mẽ, đủ để đánh bại quái vật. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết mà Hunter đã từng tin tưởng. Nina và Win tiếp tục cuộc hành trình trong tâm trạng phức tạp, với nhiều tiếc nuối về những gì đã mất, đặc biệt là cái chết của Kitty. Sau đó, họ lái chiếc xe bảo vệ rừng về phía bệnh viện. Win rất quen thuộc với cấu trúc của bệnh viện và anh đưa Nina lên tầng 5 ngay khi họ đến nơi. Nhưng bệnh viện đã bị phá hủy nặng nề
với ánh sáng mờ ảo và tiếng quái vật ngày càng trở nên gần hơn và dữ dội hơn. Win và Nina tiếp tục cuộc hành trình trong bệnh viện, nhưng khi họ cố gắng tìm bộ lọc, Win không thể tìm thấy nó ngay lập tức. Nina căng thẳng nhìn chiếc la bàn từ tính. Cuối cùng, Win tìm được bộ lọc trong một ngăn tủ và cả hai vội vàng chạy xuống cầu thang. Tuy nhiên, ngay lúc này, những xúc tu đột ngột xuyên qua bức tường và đâm vào trong, khiến họ phải chạy trối chết. Họ vừa trốn ra khỏi hành lang thì một xúc tu nữa bất ngờ cuốn lấy Win. Nina lập tức dùng dìu cứu hỏa để chặt đứt xúc tu, rồi nhanh chóng kéo Win vào một phòng khử trùng. Cô cố gắng tạo khói để che khuất quái vật, trong khi Win chuẩn bị các bình ga và tính toán phóng chúng vào quái vật. Cả hai nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Nhưng họ vẫn không chắc chắn liệu con quái vật kia đã chết hoàn toàn chưa, nên quyết định rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai lại có sự bất đồng. Nina vẫn muốn đến phòng thí nghiệm để lấy mẫu vật, bởi cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Win thì không muốn mạo hiểm, vì nếu cả hai chết trên đường đến phòng thí nghiệm, họ sẽ không thể mang bộ lọc trở lại núi để bảo vệ con trai của Win. Cuối cùng, Nina đã thuyết phục được Win khi cô chỉ ra rằng bộ lọc không thể giữ được lâu. Nếu không tìm ra cách tiêu diệt quái vật, hoặc ít nhất tìm cách chống lại chúng, thế giới sẽ không bao giờ an toàn. Ngay khi hai người vừa rời khỏi bệnh viện, con quái vật đã ngã xuống tầng dưới đột ngột tỉnh lại và tiếp tục đuổi theo họ như một con rắn. Dù vậy, Win và Nina vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình và nhanh chóng tới được bảo tàng quốc gia Boulder. May mắn thay, chiếc la bàn từ tính của Nina không có dấu hiệu thay đổi. Khi đến nơi, Nina cần 5 phút để chuẩn bị, còn Win thì đi tuần xung quanh, vũ khí sẵn sàng. Trong lúc đi tuần, anh phát hiện ra văn phòng của Nina và thấy một bức ảnh gia đình. Bức ảnh chụp cả gia đình hạnh phúc với nụ cười ấm áp, nhưng nụ cười ấy giờ chỉ còn lại ký ức. Khi thảm họa xảy ra, Nina đang làm việc tại phòng thí nghiệm, dù ngày hôm đó là ngày nghỉ của cô. Đội nghiên cứu vừa đạt được một bước đột phá quan trọng, có thể làm tăng khả năng lưu trữ điện trong pin lên đến 3 lần. Vì vậy, Nina phải ở lại để tiếp tục công việc, bỏ lại con cái ở nhà. Không ai ngờ, đó lại là lần cuối cô rời xa gia đình. Sau thảm họa, Nina đã tự trang bị cho mình một tâm lý lạnh lùng, hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu cách đối phó với quái vật. Cô biết rằng thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, cơn giận mới là điều hữu ích nhất. Cô bắt đầu thử nghiệm với viên đạn phủ một lớp phương thức mới, nhưng kết quả không như mong đợi khi bắn vào lớp giáp của quái vật. Win quyết định rời đi trước để về với con trai, trong khi Nina tiếp tục ở lại để nghiên cứu thêm. Cô hiểu rằng nếu thất bại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu thành công, cô sẽ có thể giúp họ tiêu diệt quái vật. Win, dù đau lòng, vẫn không thể mạo hiểm tính mạng con mình, nên anh quyết định lái xe về trước. Trong lúc Nina thử nghiệm, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Cô nhanh chóng trộn các nguyên liệu với nhau, tạo ra một loại hỗn hợp đặc biệt để bọc lên đạn và thử bắn vào quái vật. Trong khi đó, Win gặp sự cố trên đường khi xe của anh bị lật sau khi va phải một tảng đá. Anh bất tỉnh một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại, tháo kính chắn gió và chạy trốn khỏi xe. Quái vật tiếp tục đuổi theo, và khi Win đang cố gắng tìm đường chạy, anh bị chặn lại bởi một con quái vật khác. Bây giờ, anh rơi vào tình cảnh giữa hai con quái vật, không còn lối thoát. Tuy nhiên, Nina đã thành công trong thử nghiệm của mình. Cô bắn vào một con quái vật, tiêu diệt nó ngay lập tức. Cả hai, Win và Nina, đều hiểu rằng họ đã tìm ra cách để chống lại quái vật. Khi kiểm tra xác của con quái vật, họ phát hiện đó là một quái vật cơ khí, được lập trình để không thể vượt quá độ cao 8,000m, có thể là một sản phẩm từ ngoài hành tinh. Cuối cùng, họ an toàn đến được nơi trú ẩn, và Hunter vui mừng chạy đến chỗ Nina. Cô ngay lập tức ra tín hiệu cho các căn cứ xung quanh, thông báo rằng họ đã tìm ra cách tiêu diệt quái vật. Các nhóm khác bắt đầu hợp tác qua sóng radio, chia sẻ phương thức và chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quái vật. Cuối cùng, những tiếng nổ vang lên từ dãy núi xa xa. Một ngày nào đó, họ sẽ giành lại được thế giới này. Bộ phim kết thúc tại đây, với một thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác và hy vọng. Bộ phim có cốt truyện khá tương tự Arkies Place nhưng với một sự thay đổi lớn là giới hạn về độ cao, đem lại một cảm giác khác biệt. Phim kết thúc với một cảnh tượng hứa hẹn về sự tiếp nối khi hai nhân vật chính cầm kính viễn vọng nhìn thấy một tín hiệu đến từ không gian xa xôi. Cảnh quay gợi ý về nguồn gốc của những quái vật cơ khí có thể là từ một thế giới ngoài trái đất. Điều này mở ra khả năng cho phần tiếp theo khi mối đe dọa có thể còn lớn hơn và phức tạp hơn. Mặc dù cốt truyện có thể được xây dựng dựa trên một công thức quen thuộc, nhưng điểm nhấn của bộ phim là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của dãy núi Rocky, nơi mà vẻ đẹp của thiên nhiên và sự hỗn loạn do những quái vật cơ khí gây ra lại tạo thành một bức tranh đầy tương phản nhưng cũng kỳ lạ đến mức thú vị. Mặc dù các yếu tố khác trong phim khá dễ đoán và không có nhiều đột phá, nhưng hình ảnh núi non vĩ đại kết hợp với những sinh vật máy móc lại tạo nên một vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, khiến bộ phim vẫn có một sức hấp dẫn riêng. Với kết thúc mở này, khán giả có thể mong đợi một phần tiếp theo để khám phá thêm về nguồn gốc của các quái vật cơ khí và những gì sẽ đến tiếp theo. Được rồi, Não Động Review xin chào và hẹn gặp lại!